bánh bò heo quay nha. Đây là mình giới thiệu cái chén nước chấm nha, chén nước chấm nha, chén nước chấm là ớt nè, ớt mình đâm với tỏi, cho nó 3 lát tỏi, ớt cho nó 3 trái, đâm xong mình bỏ hắc xì dầu vào. Hắc xì dầu này là cái hắc xì dầu ở ngay phường 2 bán nha. Ngay phường 2 bán là coi như là cái hàng đậm đặc á. 1 lít hình như là 140 hay gì đó. Mình hắc xì dầu này là làm thêm cái kiểu mà mình cái công thức nó không phải là có quá chắc nha. Đó, mình bắt đầu đổ hắc xì dầu vào. Hắc xì dầu vào xong cái bắt đầu mình bỏ đường. Đường vừa nêm nếm vừa coi như vừa miệng của mình ăn. Vừa miệng mình ăn vậy đó. Rồi cái mình bắt đầu là chuẩn bị rồi. À, xong vậy là xong cái nước chấm. À, mình mới múc cái nước chấm ra. Đó. Này hắc xì dầu nha. Chứ không phải là xì yếu. À, mình bắt đầu mình ăn sáng gồm có bánh bò nè. Bánh bò. Rồi có heo quay nè. Có trứng nè, trứng gà. Trứng gà cũng tam xanh á. Trứng lòng đào luôn, luộc trứng lòng đào luôn. Có heo quay nè. Rồi có nhãn bạc liêu nè, nhãn đầu mùa nè. Nhãn cũng năm nay thấy cũng ok, giá có 50 ngàn nè. Thịt nó chưa có dày mấy. Bạch bò. Ăn chung ăn sáng nha, ăn trong mùa dịch nha. Bánh bò nè, bánh bò. Bánh bò. Ăn chung heo quay. Có ớt trái, ớt hiểm luôn. Mời các bạn cùng ăn nha. Bánh bò ăn chung với heo quay. Thì chấm một miếng sắc xì dầu. Xì dầu vô. Ngon lắm ạ. Ớt à, ớt hiểm. Trứng gà. Ngon quá mấy bạn ơi. Heo quậy giòn quá.
Ngon quá. Dạ. Nhà Bạc Liêu nha. Thịt chưa về mấy. Đầu mùa